Cụ thể thì tôm sú đỏ size 21 đến 25 con 1 kg, trước có giá 250.000 đồng 1 kg, nay được chào bán với giá 540.000 đồng 1 kg. Tôm nuôi loại 30 đến 35 con 1 kg cũng có giá 380.000 đồng 1 kg, trước đó là 210.000 đồng 1 kg. Đáng chú ý là cua gạch ghi nhận ở mức giá từ 800 đến 900.000 đồng 1 kg, trước Tết là 450 đến 500.000 đồng 1 kg. Chủ một cửa hàng hải sản tại phố Cầu Đất cho biết, nhu cầu sau Tết Nguyên đán tăng mạnh, khi các địa phương và Hà Nội cho mở các cửa hàng ăn tại chỗ, sức tiêu thụ tăng mạnh. Trong khi đó thì nguồn cung giảm do biển động, đầu xuân ngư dân đánh bắt cá chưa nhiều, dẫn đến việc giá bị đẩy lên cao. Giá nhập vào đã cao, cùng với tiền thuê mặt bằng nhân công kéo theo nên giá bán tăng mạnh. Tại các cửa hàng chuyên kinh doanh thủy hải sản, giá nhiều mặt hàng cũng tăng tới 100% so với trước đó. Điều này khiến nhiều bà nội trợ ngỡ ngàng. Giá các loại hải sản tươi sống từ Tết đến nay đồng loạt tăng hơn 40% so với những tháng trước đó. Đặc biệt là giá cua ghẹ tăng đến 100%. Cùng với hải sản thì một số mặt hàng rau xanh và thịt bò tại các chợ và cửa hàng tại Hà Nội cũng nhích nhẹ. Ở các chợ như Hà Đông, Phùng Khoang, Vĩnh Hồ, giá rau xanh và thực phẩm tươi sống tăng từ 5 đến 20% so với trước Tết. Lý giải về giá mặt hàng rau tăng giá, một tiểu thương cho biết là sau Tết một số loại rau đứt lứa do người trồng dồn bán hết vào cao điểm Tết nên cũng thiếu hụt.